Dạ, Trang xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Vì hiện tại thì Trang đang có mặt tại nhà của chị Phương. Hôm nay thì Trang vô nhà bàn giao nhà cho chị Phương. Thì Trang tính toán lại tiền thì còn dư một ít tiền á, cho nên Trang mua những phần quà gia dụng trong nhà cho chị Phương. Nãy thì Trang vừa mua bếp ga với bình ga trong kia rồi. Giờ thì mình còn đón một ít đồ nữa. Gia đình thì chưa có biết Trang mua cái gì, nên giờ thì chị Phương với chồng chị đang đợi đón đồ với Trang đó mời cô chú anh chị. Hôm nay thì gia đình chị Phương có nhân đôi niềm vui luôn nghe, vừa có nhà nè, nhà mới có đồ nữa nè, lại hỏi cơm nghỉ chưa biết cái gì ngồi đợi. Chị ngồi đợi gì chị? Đây đây quà nha. Có biết mua cái gì đâu ngồi đợi mà thôi kệ đi ha, em cũng không có thông báo là mua cái gì để cho gia đình bất ngờ chứ em cũng chưa có thông báo. Đây điện cửa hàng điện nãy giờ là gần tới rồi đó. Giờ mình cùng đợi thôi. Đây, thấy chưa? Thấy gì không? Biết cái này cái gì không? Hả? Biết cái gì? Quá bất ngờ. Tối nay có giường ngủ rồi nha. Nói im. Mừng không? Mừng vậy. Mừng dữ không? Mừng hết lớn. Mừng hết lớn. Chị cũng hết lớn rồi. Để cho bé nhỏ nó lớn. Chụp về thấy bàn mình mừng dữ. Đây, mua bàn. Cái ghế đâu rồi? Đây, mua thêm cái ghế nữa nè. Mua xong tính tiền ra cái đi ra có đó. Ủa, ghế đâu ngồi tại? Nhà bả đâu có ghế đâu. Ghế nhỏ xíu à. Để mua thêm cái ghế này 100 ngàn. Còn cái sổ nữa, ký 50 ngàn. 50 ngàn nữa. Chà, đi vô luôn hả? Vô luôn đi anh. Em mình ôm niệm vô. Chị xách cái ghế đi ha, em ôm niệm tiếp. Vô. Này bà con qua coi nhà mới mình dữ ha. Này mừng người hơn trúng số nữa. Trời ơi, mọi người hơn trúng số nữa. Đâu này đâu kia. Bà nào ấy chín tóm cho con. Cái cô này. Hay à. Bà con thấy mua đồ mới, có nhà mới. Đến chúc mừng rất là đông. À, ôm vô. Nãy có thấy anh có thấy hai cháu niệm không vậy? Có hai cháu niệm luôn mà. Mưa tới rồi. Dạ thì bây giờ nhà của chị Phương đã xong hết hoàn toàn rồi đó bà cô chú anh chị. Ngày hôm nay thì Trang chính thức vô bàn giao nhà cho chị Phương. Thì nãy thì Trang trước khi vô đây thì Trang có mua một ít đồ để vô nhà chị Phương rồi đó bà cô chú anh chị. Giờ đây thì bé chuột cũng đi học về. Trang cũng mời với ông bà cô chú anh chị mình cùng tham quan nhà chị Phương một vòng nữa nha. Dạ kích thước nhà chị Phương á có là bề ngang 4x10, tổng diện tích là 40m² đó bà cô chú anh chị. Nhà chị Phương gồm có hàng ba, một phòng, một phòng khách, một phòng ngủ, có luôn nhà vệ sinh luôn bà cô chú anh chị. Còn thiết lọc của chị nhà chị Phương á thì thiết nóc á, đầu tiên là Trang sẽ mua đó là 4 gem thì độ giá là 100. Rồi kế tiếp thì là Trang mua thiết gừng là 2,5 gem. Rồi còn cột như là kẽm á thì những trong cái quá trình mà Trang thi công á, thì Trang có chia sẻ với bà cô chú rồi. Kẽm này là cây 75 vuông là 1 ly 4, cây đồng tai 48 là 1 ly 2, cây 36 như làm cây xiên á thì cũng là 1 ly 2, tất cả cây 3 vuông, cây 24 đều là 1 ly 2 hết mời cô chú anh chị. Còn đây thì cửa thì Trang làm cửa nhôm kính á mời cô chú, đây ở trong phá trong rồi. Cửa này mình cũng làm lần trước thì Trang làm bằng cửa kẽm kính, như lần này thì Trang đổi luôn là Trang làm nhôm kính luôn nha mời cô chú. Đây
là mình vô trong mình tham quan nhà nha bà cô chú anh chị. Bé chuột khi thấy cái món quà thấy sao rồi chuột hả? À, đâu cảm ơn cô Trang. Đây chuột, trước khi giới nhà thì giới thiệu nhà thì trong khi quá trình mà mua đồ thì Trang cũng đã sắp xếp xong rồi. Trang chắc ông bà cô chú tham quan thì Trang sẽ giới thiệu từ từ luôn nha. Đây, đây là cái bàn tủ học của chuột nè, chuột thích không? Màu hồng thích không? Dạ. Khi mà có được cái tủ học như vậy mừng cảm nghĩ của con sao chuột? Vui rất là thích. Thích hả? Để cô Trang mở cửa ra cái. Đây. Đây, mở cửa ra cái nha. Đây, ở đây có cửa sổ mưa, trời đang mưa luôn á mà cô chú anh chị. Thì chưa có lớn thì mình vẫn mở được, chừng nào lớn mình sẽ đóng lại. Đây là cái tủ học sinh của bàn học của bé. Con tên gì, đọc lại cho bà cô chú nghe coi. Con tên là Hồ Ngọc Thủy Tiên. À Hồ hả, Hồ Ngọc Thủy Tiên. À Tiên ha. Đây, đây khi mà Trang, cô Trang nhận được tiền làm nhà của ông bà cô chú anh chị thì cô Trang còn dư tiền, cô Trang mua cho Tiên một cái giường nghe không chị. Mình vô ống nệm luôn đi chị. Mua một cái giường sắt, rồi có mua ống nệm luôn. Một cái nệm với một cái ống nệm luôn. Mình vô ống nệm thôi chị. Có một cái ghế này. Đây, sẽ vô ống nệm nha. Còn đây cửa sổ nè bà cô chú anh chị. Cửa sổ thì cửa sổ kiến luôn nha. Ở trên đó thì mình có làm cái miếng ngăn chặn nước chảy vô luôn nè. Còn qua đây thì chị Phương đang vô thì Trang chia sẻ tiếp với bà cô chú anh chị. Đây là cái miếng cửa buồng nano. Dạ. Còn đây ông bà cô chú anh chị là Trang làm nhà xong thì Trang có vô điện cho chị luôn nè. Đó. Điện á thì vô đường điện kiểu như là mình đi đường điện mình gắn ống luôn, nhà mình chịu đồng. Rồi, Trang mời ông bà cô chú anh chị vô buồng nha. Trong phòng cũng có một cái bóng đèn với có ổ điện luôn. Đây đây. Đây mình chưa có mở hả chị? Đây là phòng của chị Phương nha. Đây. Mình mở mình vô áo luôn hả chị? Đây cũng có một cái cửa sổ luôn nè bà cô chú anh chị. À. Cái phòng nhỏ cũng xinh xinh ha. Ở đây mình có thể để thêm một ít đồ dùng ở đây rồi cũng được. Ở điện em Trang cũng nhắn hết luôn cho chị luôn. Ở điện thì mình đi vô hết, vô ống hết. Rồi mình để ra chút mình dẹp hả chị ha. Tối nay mình có giường có niệm mà mình ngủ thoải mái hả chị? Hôm qua mình còn ngủ dưới đất hả? Hôm nay là có giường luôn. Đây. Đó. Nó đẹp luôn nha mà cô chú chị. Ngủ thật vui rồi đó. Đó. Rồi còn qua đây để Trang bắt đèn nha. Cửa thì Trang làm cửa nhôm luôn nè. Đó. Để Trang đóng phòng lại cho bà xem nha. Ê chút dài mình biết dài hả chị. Đó. Còn qua tới đây, ở đây mình có đèn nữa nè. Đó. Ở đây mình có làm được cái bàn. Rồi bếp ga mới luôn nha. Đó, bình bếp mới, quanh mới. Còn đây là cái nhà vệ sinh. À, cái đồng hồ xin cửa nè. Dạ biết ra thì nãy Trang giới thiệu là họ đem vô mới. Đây là cái thùng nè, mới gắn nè. Ở đây thì cái vệ sinh. Nhà vệ sinh nè. Có bồn. Bồn cầu nhấn nút luôn nha bà cô chú anh chị. Rồi. Đó, ông bà cô chú anh chị tham quan nhà của chị Phương á. À, đây là một cái tổ ấm mới của gia đình chị Phương. Trước á khi mà Trang lần đầu tiên lại đây á thì thấy nhà chỉ có su thôi, nhưng lần này thì thay đổi hoàn toàn đó mà cô chú anh chị. Còn bây giờ thì Trang sẽ ra ngoài để mà công bố những nhật tư Trang mua làm nhà cho chị Phương để ông bà cô chú anh chị được rõ ngoài ngay cả gia đình của chị Phương luôn nha. Thì còn bây giờ thì Trang sẽ công bố số tiền mà Trang làm nhà, nhưng mà trước khi công bố thì để cho anh chị nó cảm nghĩ khi vào mùa mưa này đi, hồi mới cách đây một tháng thôi
Nhà của mình vào mùa mưa thì như thế nào chị Phương? Dột kìa, mưa tạt. Rồi, dạ. Rồi có từng có mơ ước như thế nào, mình có căn nhà như thế này chưa? Dạ mơ ước ra thành hiện thực. Mơ ước thành hiện thực cả. Đây là một căn nhà hầu như là nó là như là khang trang. Hiện tại là nó khang trang hơn trước giờ là mình đã từng có căn nhà hay chị? Dạ. Đây căn nhà khi mình dựng lên mấy hôm gầy là ông bà cô chú đi nghe có nói gì không? Dạ em khen đẹp luôn chị. Rồi hay là khen khen miễn cưỡng, ai ai cũng khen đẹp, khen đẹp thì cũng không, hay là miễn cưỡng khen cho em vui, không có thiệt mà. Dạ. Ở nhà kia người ta nhìn chứ người ta đâu nhìn đâu, nhà này ta nhìn ai đi ăn cũng nhìn. Vậy hả? Rồi người ta có hỏi sao mà có tiền cắt không? Dạ em nói Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho. Mạnh Thường Quân hả, đó là nhà hảo tâm. Dạ. Nhà hảo tâm hỗ trợ. Dạ. Dạ còn bây giờ thì Trang sẽ trước tiên là Trang sẽ công bố số tiền mà Trang nhận được từ ông bà cô chú anh chị khi mà Trang chia sẻ video hả bà cô chú anh chị, là có là 11 nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ gia đình của mình hả chị. Dạ, dạ. Nhà hảo tâm đầu tiên là cô chú Phước ở Mỹ là 200 đô. 200 đô em đổi tiền Việt là được 5.100.000 đồng. Nhà hảo tâm thứ hai là anh chị Quảng Lợi Quảng Tâm ở Mỹ, đó là 300 đô, em đổi cái tiền Việt là 7.650.000 đồng. Nhà hảo tâm thứ ba là chú Duy Nguyễn ở Mỹ, 100 đô, em đổi cái tiền Việt là 2.550.000 đồng. Nhà hảo tâm thứ tư là cô Kim Dung ở Canada là 6.500.000 đồng. Nhà hảo tâm thứ năm là anh Eric Văn là 2.550.000 đồng. Nhà hảo tâm thứ sáu là chú Huỳnh Minh Châu ở Mỹ, đợt đầu tiên là chú gửi 500 đô, đó là 12.750.000 đồng. Nhà hảo tâm thứ bảy là ông Sen Kim Trần ở Mỹ là 5.000.000 đồng. Nhà hảo tâm thứ tám là chú Dũng, là chị giấu tên ở Mỹ là 5.000.000 đồng. Nhà hảo tâm thứ chín là anh chị Minh Trang 4.000.000 đồng. Nhà hảo tâm thứ 10 là bác Huỳnh Phước Cương ở Đức là 10.000.000 đồng. Tổng hai lần bác hỗ trợ là 10.000.000. Nhà hảo tâm thứ 11 là cô Văn Trúc Cường ở Mỹ là 2.500.000 đồng. Rồi lần thứ hai là tiếp tục em nhận được tiền của chú Huỳnh Minh Châu, lần hai là 400 đô, em đổi ra tiền Việt là 10.080.000. Tổng số tiền mà em nhận được tổng từ khi em chia sẻ video lên là 73.680.000 đồng. Đó là số tiền của mình nhận được hả chị? Dạ. Thì các em chia sẻ video. Dạ còn bây giờ thì em sẽ công bố số tiền em mua những gì để em làm nhà cho mình ha. Dạ, vật tư làm nhà đầu tiên là Trang sẽ mua vật tư làm nền trước. Vật tư làm nền to 1 là 7.432.000 đồng, đưa cho gia đình xây sở là 1.000.000 đồng, để trong cái lúc mà anh không có làm á, em cứ đưa cho anh 1.000.000 ha. Mà em đọc nè, có những cái mà em đưa cho anh hay những cái em mua là anh đều nhận ở đây, mà nếu như cái nào mà nó không đúng đó, thì anh nói giùm em ha. Dạ, to lần 2 em mua là 1.250.000 đồng, to lần 3 mua là 11.535.000 đồng, lần 3 là 11.535.000 đồng, lần 4 tổng lần 5 là lần 4 là 1.125.000, tổng lần 5 là 1.435.000 đồng, rồi cuối cùng lần 6 là 280.000 đồng. Tại sao lại lần lần, là tại vì do là nhà của chị Phương không thể nào kêu vật tư một lần được, mà là kêu một xe cát gì có một hai khối gì đó, cái mình đậu ngoài đó mình phải đẩy vật tư từ từ vô, rồi ngoài đó là lộ, mình cũng không thể mua một lần nữa đó. Mà những lần cho mua thì Trang có chia sẻ cái video đó nên bà cô chú anh chị. Kế tiếp thì trả tiền công thợ đầu tiên á là trả hai lần là 1.700.000, đợt đó em đưa là ở ngoài kia ha. Còn kế tiếp là đưa thêm 500 trả ông thợ hồ cán nền dưới mặt đó. Rồi lần cuối cùng là 2.000.000 đồng, chuyển cho cái em gì là chuyển cho tài sản đó. Tổng cộng là em trả tiền thợ là 4.700.000 ha. Dạ, tại sao mà em trả tiền thợ như vậy là do là anh Nhân ở đây, anh biết xây, anh nói là anh là thợ thợ gì, thợ ép, tức là ép ép lên thợ được, còn lãnh lãnh nền để làm thì không được, cho nên là ảnh làm rồi ảnh mướn thêm thợ phụ, ngày nào thì ảnh sẽ mướn thêm người phụ người thợ gì đó để làm, cho nên tiền thợ lần này chỉ có 4.000.000 thôi, 4.700.000 thôi. Chứ nếu mà Trang muốn nguyên một cái nhà mà vừa đổ đà, tại vì cái nền của anh là đổ đà đó mà cô chú anh chị, là
nền ở dưới Cà Mau của cô Nhất là Trang mướn tiền công thợ là 8 triệu. Rồi tiền thêm phụ kẽm thì mình không nói đi, nhưng mà tiền công thợ là 8 triệu, cái đó là người ta cũng lấy rẻ đó. Nhưng mà ở đây thì mình cũng y chang cái nền vậy, cũng 40 cũng đổ đà vậy, mình chỉ có 4 triệu 7 thôi. Do là anh chủ nhà biết làm, đỡ ra từ thứ tiền công nha. Rồi kế tiếp thì Trang sẽ mua kẽm làm nhà nha. Mua lần đầu tiên rồi cộng thêm mua lần hai, là tại vì mình mua không đủ mình sẽ mua thêm á, là 11.502.000 đồng, cùng với là to là mua thiết lợp thiết dừng bê tông nhẹ với miếng là nano là cửa buồng á anh, với bê tông nhẹ nè là 14.196.000 đồng. Rồi cuối cùng mình mua thêm 3 cây ba vuông là em đi tiền em mua đó là 345.000 đồng. Rồi tiền cửa, tổng tiền cửa là 3 cái cửa sổ, 1 cái cửa phòng, 1 cái cửa nhà vệ sinh, tổng cộng là 6.900.000 đồng. Tất cả cửa này là tính theo mét vuông là 1 triệu đồng 1 mét vuông. Thì em đặt cửa xong rồi người ta sẽ quy ra là bao nhiêu mét thì mình trả tiền. Đó là cửa này là 1 triệu 1 mét nha, cũng như âm tiếng là 1 triệu 1 mét đó. Cái tiếp là em đưa cho anh là em vô đường đi điện cho mình là 1 triệu đồng nha. Hỗ trợ tiền thợ là 2 triệu đồng. Còn kế tiếp thì em sẽ đọc những thứ lặt vặt em mua. Tại vì nhà này thì em không có mướn thợ để mà ra mét vuông. Như thợ ra mét vuông thì người ta chỉ tính là mình mét vuông họ ăn bao nhiêu tiền thôi. Còn cái này là em mua bát nè, mua sơn xịt, mua ốc vít. Thì em sẽ đọc cho hết nha. Dạ đầu tiên là bát 3 phân 10 cái, bát 4 phân 32 cái, tổng cộng là 150.000 đồng. Sơn xịt 7 chai là 210.000 đồng. Ốc vít là 405.000 đồng, ve hàng 2 hộp là 150.000 đồng, đá cắt nhỏ 15 cái là 90.000, đá cắt lớn 2 cái là 80.000, đá mài 3 cái là 36.000, bản lưu niệm là 200.000 và bản lời là 35.000. Rồi kế tiếp là em mua nước sơn cho mình sơn nhà anh, cọ cộng nước sơn là 355.000 đồng. Cuối cùng là hỗ trợ của ba để vô điện để mà làm ra nguyên một cái nhà, tại vì nhà đi ra điện là mình ra tại cái đội nên là Trang sẽ hỗ trợ tiếp má ba đóng điện là 200.000 đồng. Ở tổng cộng tiền của mình làm nhà cộng từ trên xuống dưới tất cả những chi phí hết của mình là 66.776.000 đồng. Thì Trang sẽ lấy số tiền tổng cộng là 73.680.000 đồng trừ đi là 66.776.000 đồng, thì số tiền còn lại là 6.904.000 đồng. Thì Trang có Trang còn số tiền lại 6.904.000 đồng. Thì nãy giờ Trang mua tủ nè, mua giường, mua niệm. Thì đây là cái to mua giường mua niệm để Trang đọc tiếp. Dạ cái tiếp đầu tiên là Trang mua cái tủ học cho bé là 1 triệu đồng. Mua 2 tấm niệm, 1 tấm là 280.000 đồng, 2 tấm là 560.000 đồng. Mua một cái áo gối, 2 cái áo gối, 1 cái là 85.000, 2 cái là 170.000 đồng. Một cái giường của bé này là 1.3 triệu. Một cái giường trong phòng cho chị Phương là 1.7 triệu. Dạ tại sao mà Trang mua rẻ vậy? Dạ là do cửa hàng biết là Trang đi làm thiện nguyện, cho nên là chú muốn góp phần để mà hỗ trợ từ thiện đó bà cô chú. Cái lần trước thì Trang mua cũng phải từ 1.9 triệu đến 2 triệu mấy một cái giường đó bà cô chú anh chị. Đây là cái giường nè, 1.3 triệu nè, chú lấy sát giá luôn nha bà cô chú anh chị. Đó rồi kế tiếp thì cuối cùng đó là Trang mua cái ghế cho bé nữa, cái ghế học để ghế cho Trang đang ngồi là 100.000 đồng. Tổng cộng cái tiền mà mua giường, tủ học, giường, niệm, cái ghế là 4.8 triệu. Rồi cái này là tiếp tục là Trang mua bếp ga nè, một cái bếp ga là 450.000 đồng, cộng dây là 50, cộng van là 120, ga là anh còn cái vỏ ga cho nên là Trang chỉ đổi bình mới thôi là 360.000 đồng, cộng là 980.000 đồng. Thì Trang cộng to 4.8 triệu cộng với là 980 thì là 5.780.000 đồng. Số tiền mặt Trang còn giữ lại của gia đình của chị Phương là 1.124.000 đồng. Giờ em sẽ trao cho gia đình của mình. Với lại số tiền này là em trao cho anh, đó là lý do mà tại sao em không có mua nữa. Em trao cho anh đó là ở bên đường hông á, là em thấy còn mình chưa có tô gọi á. Anh mua vài bao xi măng anh tô ngoài dắt lại giùm em nha.
tại vì em biết là anh là thợ cho nên anh tô đó được, nên là em không có kêu người bên ngoài tô nha. Đây em gửi anh, để đây là tô mua đồ. Rồi bây giờ thì em đã công bố số tiền mà em làm nhà, rồi còn tiền lại em mua đồ hết, rồi còn tiền mặt lại thì em giao cho gia đình của mình. Bây giờ thì đến gia đình của mình kêu cảm nhận khi mà mình được những nhà hảo tâm trao tặng cái ngôi nhà như thế này. Trước tiên là chị Phương đi. Khi mà được tặng ngôi nhà như thế này thì chị có lời gì cảm ơn đến ông bà cô chú anh chị, những nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho mình? Cảm ơn ông bà cô chú nhiều lắm. Cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp đỡ được ngôi nhà này, rất là cảm ơn. Dạ. Nếu như mà không có được sự hỗ trợ của ông bà cô chú anh chị thì anh với chị có từng nghĩ là bao giờ mình sẽ cắt được cái ngôi nhà không? Dạ, nó không thể nào cắt được, không thể nào hết. Thì chị kể lý do tại sao không cắt được cho mà cô chú nghe thử thôi. Tại vì đây là bệnh, đâu có làm gì ra tiền đâu. Rồi chồng thì cũng bệnh rồi, rồi hoài làm không đủ ăn, con đi học không, bệnh hoạn phải đi xin xỏ người này kia, đang đi cái thuốc không mà đâu có tiền đâu. Rồi thật sự không biết ơn ông bà cô chú rất nhiều, rồi gia đình cũng khổ, không bệnh hoạn không có làm gì được, không có làm gì ra tiền thôi, còn phải đi bệnh viện hàng tháng nữa. Mong bà cô chú giúp đỡ gì rồi con rất là biết cảm ơn. Nay thì dạ, cũng yên tâm phần nào hay chị, mình vô những cơn bão sắp tới mình nghe mình hướng là có bão tới nữa rồi, thì giờ mình có căn nhà chắc chắn thế này mình cũng yên tâm phần nào so với cái căn nhà hồi lúc trước. Có lời gì nói với ông bà nữa không, có lời gì gửi gắm đến ông bà nữa không chị? Dạ, cũng cảm ơn ông bà cô chú nhiều, chúc ông bà cô chú sức khỏe dồi dào. Dạ. Rồi bây giờ tới bé gái nha. Bé gái, rồi sao có sự cố gắng của con bây giờ được ông bà biết đến, ông bà thương rồi nè, có lời gì nói với ông bà không? Cảm ơn bà cô chú đã cho con rất là nhiều món đồ mà con yêu thích. Dạ hả? Rồi không thích cái nhà hả? Có không? Có thích thì sao không nói cho nhở? Thích đồ mà không thích nhà hả? Thích không? Thích thì nói làm sao? Con cảm ơn bà cô chú rất là nhiều. Vì ông bà nó làm gì? Vì ông bà đã cho con tiền xây nhà. Ôi. Vậy rồi có hứa với ông bà cố gắng học giỏi không? Hứa thì hứa nguyên câu đi ông ơi, để ta làm đôi khi ta làm chứng nè ông con ơi. Con hứa con sẽ học giỏi. Trời, còn hứa lại hứa gì với cô Trang, lần đầu tiên cô Trang vô cái nè, nhớ ai nhắc ơi. Quét nhà, giặt đồ, lau nhà. Không phải là nhiều việc vậy đâu, quê nhiều việc vậy. Lúc lẽ nói giờ lên sóng truyền hình cô Trang bắt con phải làm sao? Là tự nguyện nha. Phải tự nguyện, nói đi học về cố gắng phụ mẹ thôi chứ không phải là ép buộc nha. Có phụ là mừng rồi. Tại vì mẹ con bệnh nên không có tiền xây nhà. Con cảm ơn ông bà cô chú đã cho tiền mẹ con xây nhà. Thì tại vì ông mẹ bệnh thì mẹ không có làm được việc nặng, thì cố gắng ăn cho nhiều lên, này mau lớn lên có thể san sẻ việc trong nhà giúp mẹ đi nha. Dạ. Rồi. Rồi bây giờ là tới anh Nhân. Anh Nhân có lời gì nói với ông bà cô chú không? Cảm ơn bà cô chú từ cái nhà hứa mốt là phải làm ăn vợ chồng kiếm thêm, bây giờ khổ quá. Rồi á, là bỏ hỏng hơn, anh nghe anh nói á, là được cắt nhà chứ còn không là bao nhiêu lâu anh mới được cắt nữa nè. Đợt đó khi mà em vô á, em vô em làm nhà xong nghe anh nói câu gì mà em nhớ hoài á, được hỗ trợ chứ không biết là 10 năm nữa có cắt được không đó. Đợt đó có trên video ông bà có nghe luôn đó. Bây giờ thì được ông bà rút ngắn thời gian hay gì á, là bây giờ anh phải cố gắng mằng, trước tiên là mằng cái gì không biết, vợ bệnh thì phải lo cho vợ nữa nè, rồi trước tiên là mình phải cố gắng mằng là để lo cái nhà. Nhưng mà bây giờ được ông bà cô chú anh chị đã hỗ trợ cho mình cái nhà, là giống như cái thời gian mà anh mằng phải phấn đấu 10 năm hay 20 năm nữa để anh có số tiền để cắt cái nhà, mà trong đó với gia đình cái bình thường á, vợ chồng mằng được á, lo cho con á, thì còn có khả năng. Còn với đối với gia đình của mình, em biết hoàn cảnh đó là chị hoàn toàn sẽ không có đi làm được phụ anh rồi. Thì với cái điều kiện đó, anh chỉ mằng lo cho chị đi bệnh viện, lo cho con đi học thì đã khó khăn rất là nhiều rồi. Rồi được sự hỗ trợ của ông bà như thế này thì anh có lợi gì để cảm ơn với ông bà cô chú anh chị? Rồi, cảm ơn ông bà cô chú rất là nhiều chứ. Dạ, không biết nói gì nữa. Sao ạ? Sao không biết nói gì? Trời, có nhà mừng quá, cười hoài vậy, không cảm ơn đàng hoàng như chứ, cười.
Tại vì nó đơn giản lắm mà cô chú anh chị. Tại vì bây giờ ví dụ như ai cho Trang tặng Trang món quà gì đó mà kiểu như mình ngoài sức tưởng tượng của mình đó, mình không nghĩ là lý do tại sao mà người ta tặng cho mình được như vậy á. Đầu mình cứ suy nghĩ tới là cười, suy nghĩ tới là cười. Có lẽ là mình, gia đình của mình may mắn hơn rất là nhiều người. Tại vì á, một ngày như vậy có rất là nhiều người điện em. Nhưng mà là sự duyên. Tại vì giống như trên đời này á, là mỗi người gặp nhau đều có duyên hết. Cái ngày hôm nay em gặp anh chị, khi mà em chia sẻ video lên, được ông bà cô chú anh chị hỗ trợ cắt được cái nhà như thế này, thì anh chị mừng, thì trong khi đó em cũng rất là mừng rất là nhiều. Vì là được sự hỗ trợ của ông bà thì em mới vô đây cắt được cái nhà cho anh chị. À, tiếp theo đó, với cái lời cảm ơn thì cho Trang xin chân thành cảm ơn đầu tiên là những nhà hảo tâm đã luôn cùng Trang để giúp đỡ trên hành trình mà cắt những ngôi nhà. Cảm ơn bà đó đi. Tiếp theo đó là cho Trang xin gửi lời chân thành cảm ơn. Đó. Cảm ơn ông bà cô chú. Rất là nhiều. Cảm ơn bà cô chú. Vì là nếu như không có đội từ thiện thì cái chi phí làm nhà nó sẽ cao lên. Tại vì là có những chú đội từ thiện của Ba Lon thì chi phí nhà nó mới giảm xuống được như thế này. Tại vì những chất liệu mà Trang mua thì Trang mua loại là không phải là thấp nhất. Ví như sắt nè, Trang có thể mua lại một ly mốt thì nó rẻ tiền hơn một tí nữa. Còn cây á, thì nếu như mà Trang muốn thợ thì với số tiền này thì Trang hoàn toàn không thể nào làm được như trên từ trên xuống dưới mà đủ cây như thế này. Trừ ra cái tiền thợ mà mình mướn á, thì ngôi nhà thì không ít gì cũng phải là không có dưới 10 triệu tiền công. Đó thì nếu như dưới 10 triệu đó mà Trang cầm số tiền mà 73 triệu, Trang trừ ra 10 triệu, khoảng 10 triệu tiền công á, thì số tiền còn lại á, cắt được cái nhà như thế này thì Trang bắt buộc phải mua kẽm mỏng lại mới cắt được. Đó, nếu mà được sự hợp tác với đội từ thiện á, thì Trang dồn tất cả tiền Trang nhận được để dồn vô ngôi nhà. Mình mua chất liệu nếu như là thiết nè, mình mua dày một chút, như kẽm mình mua dày một chút. Cửa thì mình cũng chọn những loại mà nó cũng không phải là tốt nhất, nhưng loại trung bình mình có thể trong cái khả năng mình làm được. Đó là những gì mà Trang chia sẻ với bà cô chú anh chị. Ngọt nữa thì Trang thay mặt gia đình chị Phương xin gửi lời chân thành cảm ơn bên đội từ thiện của Ba Lon rất là nhiều. Vì những chú, những anh đã đồng hành đến thời điểm hiện tại. Nếu như không có các anh, các chú thì chi phí nó sẽ tăng lên một ít. Vì do là Trang sẽ mướn thợ, được sự kết hợp đó thì cái chi phí nhà nó sẽ giảm xuống. Nhưng mà được kết hợp với các chú thì cái tổng giá trị căn nhà thì nó sẽ được chắc chắn hơn. Chắc chắn hơn là Trang mướn thợ bên ngoài nó sẽ tăng chi phí lên. Đó là những gì ngày hôm nay Trang chia sẻ. Tôi thành thật rất là cảm ơn rất là nhiều. Cùng với đó thì tiếp theo thì Trang có một tin vui đó, tin đợi được sự hỗ trợ của bác Quỳnh Phúc Cương ở Đức. Thì bác có gửi cho Trang số tiền đó là 2 triệu đồng để mua những phần quà tặng cho các chú trong đội. Thì Trang sẽ mua những phần quà đó là 10 phần quà để tặng cho những chú, những anh thi công trong cái nhà chị Phương. Không có các anh, các chú ở đây thì Trang xin thay mặt cho các anh, các chú xin gửi lời cảm ơn đến bác Quỳnh Phúc Cương rất là nhiều. Còn món quà thì Trang suy nghĩ rồi, Trang thảo luận với chú là Trang sẽ mua một cục xà bông để mà tặng cho các chú. Vì Trang góp ý với chú Quỳnh Phúc, bác Quỳnh Phúc Cương là các chú đi làm là đồ đạc hay dơ, món quà ý nghĩa nhất đó là mua xà bông để cho các chú về cho vợ các chú giặt, nó đỡ chi phí khi các chú lao động bên ngoài mà không có tiền. Giống như là thay vì người ta đi mặn về, người ta sẽ đem tiền về, nhưng các chú là đem đồ dơ về cho vợ giặt không à. Bên đó là Trang sẽ mua một phần quà, đó là một bịch xà bông để tặng cho các chú trong đội khi mà thi công nhà chị Phương. Trang hạnh hạnh ơn bác Quỳnh Phúc Cương rất là nhiều. Và bây giờ thì Trang chào ông bà cô chú anh chị. Trang xin hẹn ông bà cô chú anh chị tiếp tục những video tiếp theo nha. Trang chào ông bà. Trang chào ông bà đi con. Trang chào ông bà. Rồi, xin chúc cho gia đình mình. Cảm ơn anh chị nhiều lắm luôn. Vừa hát lớn. Dạ, rồi bây giờ mưa rồi, cũng không biết làm sao mà về đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ.